Trước tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc ngày càng tăng, nhất là số lượng điều dưỡng nghỉ việc, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đề xuất có cơ chế hỗ trợ giải quyết các khó khăn về thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế, hỗ trợ học phí cho người đăng ký học điều dưỡng. Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngành y tế thành phố đang đối mặt với khó khăn lớn là hầu hết cán bộ nhân viên y tế không có thu nhập tăng thêm, đây là một trong những nguyên nhân khiến số nhân viên y tế nghỉ việc tiếp tục gia tăng. Từ năm 2021 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.000 nhân viên y tế nghỉ việc, trong số đó có 1 link một điều dưỡng, tình trạng điều dưỡng nghỉ việc ngày càng tăng, trong khi tại các trường số người đăng ký học ngành điều dưỡng giảm hẳn. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chi ngân sách hơn 500 tỷ đồng để giải quyết các khó khăn về thu nhập tăng thêm, bên cạnh đó cần mở rộng tất cả người lao động, kể cả nhân viên hợp đồng đều được hưởng khoản này, đồng thời có cơ chế hỗ trợ học phí, thậm chí miễn phí cho người đăng ký học điều dưỡng.